Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo bài số 52 về chat quy hoạch. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn chat quy hoạch. Đâu có các trường hợp mà bản đồ địa chính và bản đồ quy hoạch bị lệch tọa độ với nhau thì chúng ta xử lý cách như thế nào? Việc đầu tiên, khi khách hàng gửi cho mình một cái thông tin gồm có cái sổ đỏ tờ thứ 2 cửa 320 thị trấn Tân Bàn, tỉnh Tây Ninh đi. Hình dạng thừa đất đây. Trường hợp này thì dễ tìm, và nó nằm lên trục đường chính. Thửa 319, thửa 320, thửa 321. Rồi. Chúng ta mở đầu địa chính lên. Rồi. Ta bấm vào lúc này cho quay màn hình. Nếu có trường hợp này chúng ta tìm theo thửa 320 vẫn ra các bạn, 320. Đó, 320 đây, đó thấy không? Vậy giả sử nha. Tôi tìm thử 319 đi. Đó. Thấy không? Sau nhiều lần chép bị thất bại và biết cách tìm những cái thửa dọc ngang này. Đó. Lúc trước thì mình tìm thì không tìm ra được cái thửa này các bạn. Nhưng bây giờ biết cách tìm rồi. Rồi. Sau khi ta tìm ra được cái thửa đất nằm giống như hạt sáu. Sáu rồi. Đây. Sau tìm được cái thửa này rồi, chúng ta quan trọng, bước quan trọng là chúng ta up lên bản đồ hoạch nha các bạn. Việc đầu tiên, chúng ta mở bản đồ hoạch lên. Đối với trường hợp này là bị lệch tọa độ nha. So với bản đồ hoạch thì mình làm sao? Chúng ta phải có nhiều trường hợp xử lý với nhau và nắn bản đồ quy hoạch. Các bạn chú ý nha. Về tiên. Đây. Đó, bản đồ quy hoạch nè. Rồi. Bản đồ chính nè. Đó. Bạn thấy không? Mẫu anh nằm đây. Đó. Ngập thứ nhất nha. Rồi. Đó, trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai. Đối với trường hợp thứ hai nha các bạn, chú ý nha. Đây là những cái trường hợp mà nó bị là tọa độ. Tôi nên hướng dẫn các bạn chú ý mấy trường hợp này. Rồi. Đây. Bắt đầu hoạch không? Bạn thấy bắt đầu hoạch không? Đây. Bắt đầu chính nằm đây nè. Nó là sao chết. Nó hai cái này tức quốc nhau. Cái hồi nãy thì lệch rất là xa. Cái này đã nắng rồi mà lại thế này. Rồi. Rồi, cái này tắt bắt đầu hoạch các bạn. Trường hợp thứ ba đã nắng, tức là khu vực trắng bàn này nó bị sai nhiều lắm bạn, bị lệch tọa độ nhiều lắm, do đó chúng ta phải thường xuyên check và biết chỗ nào bị lệch chúng ta nắng về nha. Đây bấm này. Rồi, trường hợp này gọn ok rồi, tìm cửa 320. Đây, thứ 320 nè, các bạn thấy không? Đó. Đây, rõ ràng, 320. Mình cưới nha. Đây, thứ 320 nè. Đó. Sau khi chúng ta nắng về nó vẫn lệch nè, các bạn thấy không? Nè, nắng về vẫn lệch nè. Đó. Nó đang nắng lại nha, nắng về lạnh nè, giờ vô rồi thấy không? Rồi, nó vô rồi đó. Nè, con chỗ này cũng lạnh nè. Chỗ này vô được rồi. Chúng ta chọn cái địa điểm nào mà cho ok. Rồi thử này nè. Đó. Ta thấy đặc điểm kỳ không? Đây. Đó. Thế này. Về tổng thể. Về tổng thể rồi. Về tổng thể, đường này qua đây. Thế này này.
Thì nếu mà mua thử này thì chúng ta cũng thấy ok các bạn, tại đường này đường đường thông các bạn, đây đường thông đó, đường qua đây cũng được này, đi đường này, đường này cũng được này, đi đường này qua đây cũng được, đường thông đó. Chúng ta có đối với cái trường hợp chép quy hoạch nó có 3 trường hợp bị lệch nha. Thứ nhất bị lệch tọa độ do là trục kỹ thi, thứ hai lệch tọa độ do chúng ta nắng, nắng bị lệch. Trường hợp thứ ba khi mà đã đúng vô cái thửa đất rồi nhưng mà vẫn lệch vị trí thì chúng ta phải nắm kéo về các bạn đó. Rồi chúc các bạn thực hiện thành công nha. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe.